Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, hiền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuyệt thầm nguyên hóa sinh ra tiên cũng kỳ. Thank you.
Họ Trương để sang nước Tây Đức làm ăn cho được Phật bến Phật bờ.
rồi cùng ra chung nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến, để có ngân có xuyến có tiền có của có cơm áo gạo tiền rồi về đón vế của anh họ Miễn cùng các con trong gia chung về một mối. Nào, 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 nào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cậu về quê hương phê biên xoa tùng phê xa thì bị xa xôi. Cầu về chân ấy làm phiên trường tâm tâm cho lưng trường trường lặng lặng sang cầu về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
dõi xa khỏe tốt nên xuyên liền ứng nay bà xuyên cho đi sắm lễ cho mình. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
thập cờ phiêu xuống đến sông ngàn ta tích thắng cũng sợ kim phục hoàng thập cờ thành sư tiến xuống sông ngàn tấu phố dâng lên nghe thiên ngân là số đêm dâng lên là quán về tấu đôi phê biến rõ ràng phê cho ra chủ trường sinh ở nhà phú quý tham ninh thọ trường thế cho sức mạnh tuy thừa
cho chữ sinh chữ chữ phú chữ quý khang ninh đời đời thế cho dũng mãnh quê thừa. Cắt tóc làm tôi cúi đầu xin xin một đời nhất tâm ba phương đồng một thu xa xa về. Lô xanh bôi trần trước thân tiên nữ lâu xanh bôi trần thành thành cao rồi lại người thành thành cao từ nay phước quê vinh hoa. Thank you.
đời sâu sinh sâu tử trên ta đời. Một tay cắt tiên xếp hay cục xài số để thỏa quan sớm thỏa
Tỉnh tỉnh bắc bắc mình đi qua xa đi.
đục ở đâu. Thỉnh thỉnh như ai
quang minh đủ vai khai thần hậu, thần hậu mang chức xanh dung nhang thần kỳ diệu quang về chính hình nhân. Sổ tiên lấy ở công đồng nghỉ nghỉ tên chép họ vào trong sổ này phê cho gia chủ trường sinh. Nhị nhị trường sinh ngoan phê cho nhị nhị trường sinh cử nhà phú quý phang ninh thọ trường phê cho sắc mắt phi thừa. Oh,
quan đệ tăng người thông thông minh chính minh trực nghi trong chiều đường nào có chiều như ai quan lượng thao phong long phó toàn tài định thần tứ phủ nào có ai sánh đồng chơi ký sinh cải từ khắp nơi xa chống cầm đánh nghi chống cầm đánh nghi ca vang anh ơi lốt xanh vàng chim nấu sương chiều đình nhị phật có bánh toàn say lên đọc sướng quan để tam vào tóc
lòng tôi nhìn một đời tóc tóc lòng tôi cúi đầu làm con trên nơi Phật thầy sơn đồng thầy dốc một lòng không gian đơn sai chỉ qua mấy từ chỉ đi vì gió dài khi cho ra chẳng buồn gì thọ trường thì cho sức mạnh đôi đường Thank you.
cơ đồ vạn đại phòng châu dần dần lên đi xa tắt dài lâu nhớ đi tiến tội đời sau mãi còn truyền sinh em văn võ hoàn tài.
bóng tuần lịch sử đang bập bùng cháy anh mơ hồ. Oh,
Oh,